dòng xe ùn ứ ở cửa ngõ Hà Nội ngày đầu giãn cách. Thưa quý vị, từ 6 giờ ngày hôm nay 24 tháng 7, Hà Nội áp dụng biện pháp chống dịch theo chỉ thị 16. Ngay sau khi lệnh giãn cách có hiệu lực, 22 chốt kiểm soát của cửa ngõ Hà Nội dựng barrier, tăng cường lực lượng kiểm soát ra vào nên phương tiện ùn ứ và nhiều người dân mắc kẹt. Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, tất cả phương tiện từ các tỉnh vào Hà Nội phải quay đầu, trừ xe thuộc diện ưu tiên đi luồng xanh. Các chốt kiểm dịch sẽ được đặt tại các điểm giáp ranh giữa tỉnh ngoài và Hà Nội để bảo đảm phương tiện không quay đầu trên địa bàn Hà Nội. Vào lúc hơn 8 giờ sáng, tại chốt kiểm soát số 13 nằm trên quốc lộ 6 giữa thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội và huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, ô tô ùn tắc xếp thành hai hàng kéo dài hơn 1 km. Dòng xe máy len lỏi lên phía trên, xong bị dừng lại ở vị trí kiểm soát. Tài xế Nguyễn Văn Mạnh, trú tại xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ cho biết, 5 giờ sáng cùng ngày, anh đi từ nhà ở Hà Nội vào huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình để lấy phân bón. Khi qua trạm kiểm soát, không phải thực hiện yêu cầu chống dịch vì lúc này thành phố chưa giãn cách. Anh Mạnh nói, tôi dậy đi làm luôn, không biết lệnh cách ly xã hội. Bây giờ nếu không được trở về nhà, chỉ cách chốt vài km. Những ngày tới tôi không biết sống ở đâu, ăn uống như thế nào. Anh Mạnh lo lắng. Xung quanh nhiều người khác cũng chia sẻ hoàn cảnh tương tự như anh Mạnh. Cùng lúc này, cách vị trí chốt kiểm soát của Hà Nội 2 km là chốt kiểm soát của huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Nhiều phương tiện cũng mắc kẹt tại đây. Lực lượng chức năng tỉnh Hòa Bình chỉ đồng ý cho những người thường trú ở tỉnh này đi vào, không mở barrier cho những người đến từ Hà Nội nếu không thuộc diện ưu tiên. Chốt số 13 của Hà Nội sau đó được di chuyển gần 2 km đến gần chốt của tỉnh Hòa Bình để hai bên thuận lợi trong việc phối hợp phân luồng. Tại chốt số 12 đặt ở cầu Xuân Mai trên đường Hồ Chí Minh, dòng phương tiện cũng ùn tắc kéo dài. Nhiều tài xế sau vài chục phút mắc kẹt trên đường, vào ra đều không được, đã xuống xe bày tỏ thắc mắc với lực lượng trực chốt. Họ cho biết sáng sớm ra khỏi Hà Nội không nhận khuyến cáo gì, nhưng khi trở lại thì không được vào thành phố, dù nhà chỉ cách chốt vài trăm mét. Để giải tỏa ùn tắc, lực lượng chức năng cho phép một số người đi xe máy chứng minh được địa chỉ thường trú, thực hiện khai báo y tế và đi qua chốt. Các xe tải buộc phải quay đầu, do vậy nhiều lái xe phải gọi người đến nhận hàng tại điểm chốt. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Chống dịch, đừng quên an dân. Kính thưa quý vị, những tác động tiêu cực tới người dân như thiếu đói, thất nghiệp đã không thể tránh khỏi khi bệnh dịch COVID-19 bùng phát và các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt được áp dụng. Báo Vietnamnet dẫn bài chia sẻ của bác sĩ nội khoa Phan Xuân Trung ở Trung tâm Y khoa Medic Hòa Hảo, thành phố Hồ Chí Minh về câu chuyện an dân trong chống dịch. Bác sĩ Trung viết, dân đói phải ăn, dân bệnh phải được chữa trị, dân lo sợ phải được trấn an. Và hiện nay, ở các địa phương đang thực hiện lệnh giãn cách xã hội, tất cả những điều đó đã và đang xảy ra, đói, bệnh và sợ hãi. Hậu quả của những điều này là rất lớn. Theo lời bác sĩ Trung nói, tôi không có ý định đi ngược dòng với các giải pháp chống dịch của nhà nước, nhưng qua những gì đã được chứng kiến và cọ sát, tôi đề nghị cần thay đổi các giải pháp cấp bách để kết quả tốt hơn. Giải pháp cứu đói. Những ngày gần đây, các yêu cầu trợ giúp trong nhóm giúp nhau mùa dịch trên mạng xã hội ngày càng nhiều, nhất là các gia đình lao động có con nhỏ. Nạn thiếu đói đã rộ lên hiện hữu. Tôi đề nghị chính quyền các quận huyện hãy huy động các lò bánh mì hoạt động hết công suất và phát trần bánh mì miễn phí cho người thiếu đói. Trong khi chờ đợi chính quyền phê duyệt, xin các nhà hảo tâm hãy liên hệ mua bánh mì để phát trần cho dân nghèo. Hãy để dân sinh hoạt, buôn bán, làm ăn trở lại mới có thu nhập tự lo cho bản thân và gia đình. Hãy cung cấp lương thực, thực phẩm cho người đang đói kém như bánh mì, mì gói, khoai, gạo. Giải pháp cứu bệnh. Không tập trung tất cả nguồn lực y tế cho COVID-19. COVID-19 chỉ là một bệnh trong vô số các bệnh hiện nay. Chúng ta còn rất nhiều căn bệnh khác gây tử vong cao hơn, đáng can thiệp hơn. Hãy để các nguồn lực y tế hoạt động lại bình thường, chỉ tập trung một số chuyên gia hồi sức cấp cứu cho việc cứu chữa các ca nhiễm COVID-19 nặng. Người đã nhiễm mà không có triệu chứng gì thì không cần can thiệp y tế. Cần chấp nhận một tỷ lệ tử vong do COVID-19 như đối với các loại bệnh thông thường khác. Cần hiểu rằng nhiễm COVID-19 là một yếu tố tham gia làm tử vong nhanh cho các ca bệnh nặng sẵn có. Giải pháp an dân. Cân nhắc việc dồn dân các F1 vào một khu tập trung, các khu cách ly tập trung để dành cho người vô gia cư. từng bước không phong tỏa cứng, chỉ thông báo trong vùng nào đó có người bị nhiễm, dân chúng cần cảnh giác là đủ. Con số phát hiện F0 tăng nhanh chỉ nói đến thuộc tính lây lan nhanh, không nói lên được sự nguy hiểm của Covid-19. Vì thế, chúng ta không nên quá nhạy cảm với số ca mắc mới. Nhà nước cần giải thích rõ cho người dân biết 4 điểm. Thứ nhất, Covid-19 là bệnh quan trọng đối với người cao tuổi có bệnh nền. Nhiễm Covid-19 xem như một yếu tố góp phần tử vong trên bệnh nhân thể trạng yếu. Thứ hai, Covid-19 lây nhanh nhưng ít nguy hiểm cho người trẻ khỏe. Thứ ba, người dân cần tự chịu trách nhiệm về hành vi không tự bảo vệ chính mình. Thứ tư, hướng dẫn cho người dân cách phòng chống lây nhiễm để bảo vệ bản thân và gia đình. Ngay lúc này, những việc đơn giản mà người dân có thể làm là bật quạt máy để giải tán không khí ô nhiễm, mở cửa nhà cho thông thoáng gió, rửa mũi họng bằng nước muối thường xuyên, hãy áp dụng những bài thuốc dân gian khi bị dấu hiệu, hãy biết bảo vệ người cao tuổi trong nhà. Từ những chia sẻ của bác sĩ Phan Xuân Trung, nghĩ về bài học lịch sử ngay trước thời đại chúng ta không xa, triều đình nhà Nguyễn thế kỷ 19. Nước Việt của vua Gia Long đã ghi nhận thiệt hại có tới 206.835 ca tử vong vì dịch bệnh. Để khắc phục hậu quả, triều đình Huế đã xuất công quỹ 730.000 quan tiền để phát trần, mai táng. Dân số Việt Nam vào lúc đó có khoảng 10 triệu, tính ra tổng số thiệt hại nhân mạng là 2%, có nguồn sử liệu nói là 4%, một con số chóng mặt, ngay cả với dân số hơn 90 triệu như bây giờ. Sách Đại Nam Thục Lục Chép Sơ Lược Giáp Tuất, Gia Long năm thứ 13, 1814. Quảng Đức có dịch, sai dịch thần lập sở dưỡng tế ở thế lại cho người ốm ở. Nhà nước cấp cho tiền gạo, thuốc thang, người chết thì cho tiền và vải để chôn, tiền một quan, vải 10 thước. Ất Hợi, Gia Long năm thứ 14, 1815. Có hiện tượng người chết vô gia cư, người ốm bị xua đuổi. Hiện tượng này có phải tương tự như hiện nay, dân các vùng dịch sợ hãi chạy khỏi các ổ dịch và bị dân các vùng khác xua đuổi. Vua Gia Long đã ra chỉ dụ rằng nuôi dân như nuôi con là việc đầu của vương giả phát chính thi nhân. Chấm thường lấy lòng thương người mà làm chính sách thương người, mong xa gần đều thông đức hóa, phong tục trở nên thuần hậu. Gần đây nghe có người đau ốm giữa đường, dân sở tại đã không nhận nuôi lại còn ruồng đuổi, chẳng chút lòng thương xót giúp nhau. Phong tục ấy rất là bạc bẽo. Từ nay, quân dân đi đường có người đau ốm thì chủ quản ở làng xóm đều phải tùy tiện bảo dưỡng, không được ruồng đuổi. Mỗi ngày nuôi dưỡng bao nhiêu, nhà nước trả tiền, chết thì cấp tiền chôn cất, để cho kẻ còn người mất đều được nhờ ơn, không một ai phải bơ vơ thất sở. Cấp tiền nuôi dân vào quân mỗi ngày 30 đồng, cấp tiền chôn quân 3 quan, dân 1 quan. Quay trở lại những ngày tháng nóng như thiêu đốt vì nỗi lo dịch bệnh, rất nhiều các quốc gia trên thế giới đã bày tỏ lo ngại dịch Covid-19 kéo dài sẽ khiến nền kinh tế quốc gia bị suy sụp, thất nghiệp cao, căng thẳng xã hội dẫn tới xung đột bạo loạn. Hàng trăm nghìn người bất ngờ biểu tình ở quốc đảo Caribe vài tuần trước cũng là một bài học nhãn tiền. Chính phủ Việt Nam với tinh thần quyết liệt triệt để, chống dịch như chống giặc, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng. Theo mong mỏi của những chuyên gia y tế như bác sĩ Phan Xuân Trung, chính sách an dân cũng cấp thiết giống như tinh thần cứu tai nạn cho dân gấp hơn lửa cháy như chỉ đạo của vua Minh Mạng triều Nguyễn. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại!